Ok, hi các bạn, nhưng mà các bạn đã quay trở lại với Rai Long Fitness. Và đây là một video nói về nguyên tắc giảm mỡ bụng hiệu quả. Như vậy thì nguyên tắc nào để giảm mỡ bụng hiệu quả? Đầu tiên là bạn phải xác định bạn đang có mỡ bụng hay không, và như thế nào gọi là mỡ bụng nhiều, hoặc như thế nào dòng bụng của bạn bao nhiêu gọi là nhiều. Ok, chúng ta sẽ có những cách tính đơn giản như thế này. Rồi, hãy lấy cân nặng của bạn chia cho bình phương chiều cao. Chúng ta lấy ngay một ví dụ, nữ cao 1m6, nặng 65 kg, đó là cái trọng lượng bình quân của phần lớn phụ nữ cao cỡ 1m6 mà ở cái tuổi khoảng tầm 25 trở lên đến 35, nặng cỡ 65 kg, tôi xua luôn ha. Rồi như vậy đảm bảo là con số 23 phải mấy, rồi 23 đến 25 là bạn đang nằm trong ngưỡng béo phì rồi. Như vậy thì sao? Bạn béo phì nó ảnh hưởng đến tim mạch nè, hô hấp nè, khớp nè, bạn dễ bị đau lưng nè, bạn dễ bị đau gối nè, bạn không thể hoạt động nhanh nè, bạn không thể chạy nhảy nè, bạn nó ảnh hưởng đến bạn rất là nhiều. Như vậy tại sao bạn lại để tình trạng này xảy ra? Rồi, hôm nay lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Rồi, đầu tiên là chúc các bạn có sau kỳ lễ nghỉ lễ này các bạn sẽ có được những cái ngày tập luyện hiệu quả nhất cũng như một chế độ dinh dưỡng hiệu quả nhất từ như huấn luyện online của huấn luyện viên Ra Hành Long. Nhưng ngày hôm nay các bạn đã đi ăn bao nhiêu bữa và đi nhậu bao nhiêu bữa, thành thật thú tội trước bình minh đi. Tại vì thật sự những cái ngày mà bạn ngày lễ gì nè, sáng bạn hồi cấp 2 đi nhậu đi mày, trưa bạn hồi cấp 3 bạn đi đi mày, tối bạn đại học, rồi tối nay quẩy thâu đêm luôn. Rồi những cái bữa ăn đó, những cái ngày tiệc tùng như vậy, nó làm cho cơ thể của bạn trích một cái lượng mỡ và có một cái lượng năng lượng thừa, và cơ thể nó rất là nhiều, nó nhiều kinh khủng luôn. Rồi lý do mà bạn bị cái bụng mỡ bụng nó nhiều quá đó, bạn tính gì nè, bạn đo gì đi, đơn giản lắm. Gì? Bạn lấy chiều cao của bạn, bạn chia 2, ví dụ bạn cao 1m6, dòng bụng của bạn mà trên 80 cm thì nó gọi là bự rồi. Đảm bảo nếu một phụ nữ 1m6 cạc nặng gọi 65 kg, dòng bụng của họ sẽ chắc chắn sẽ trên 80 cm. Còn nam, ví dụ bạn cao 1m7, bạn nặng 80 kg, bạn cao 1m7 nghĩa là dòng bụng tối đa của bạn được cỡ 85 cm thôi. Nhưng nếu bạn nặng 80 kg thì xác suất mà cái dòng bụng của bạn nó trên 85 và nó thậm chí là trên 90, thậm chí có những người mà dòng bụng 100 luôn, trời ơi như là sắp đi đẻ vậy á. Rồi, đùa vậy thôi, cái đó là vấn đề bạn phải thật sự bạn lo lắng và quan tâm. Tại vì mỡ bụng như mình nói nó ảnh hưởng đến bạn cực kỳ nhiều và nó làm cho cuộc sống của bạn càng ngày càng tệ đi. Như vậy thì bạn làm sao để giải quyết nó? Cái cách mà hiệu quả nhất, đơn giản nhất, nó không đến trong một sớm một chiều. Điều đầu tiên, bạn phải kiên trì. Rồi, tại sao mình nói gì? Tại vì một là cái mỡ bụng của bạn nó không đến với cơ thể của bạn trong ngày 1, ngày 2, đồng ý không? Chắc chắn rồi, cái bụng của bạn mà 80 cm ít nhất là cũng phải nó nằm ở đó cũng phải 2-3 năm rồi, chứ nó không có nào nó tăng mới hồi đầu năm nó là 70 cm, giờ cuối năm nó là 85 cm, bạn không có nào tăng nhanh vậy. Đồng nghĩa với việc là bạn sẽ không thể giảm nó nhanh được. Bạn phải có một cái sự kiên trì rất là lớn. Kiên trì ở đây là thay đổi cái lối sống và thay đổi cái thói quen vận động cũng như cái cách bạn ăn uống. Mình đang ở quận 2 á, chiều nào mấy cái quán nhậu á, một loạt quán nhậu luôn, mình thấy lúc nào cũng đông người á, kể cả nam, kể cả đàn ông lẫn cái phụ nữ. Thì có thể là thứ hai á, họp đầu tuần của công ty tại quán nhậu, thứ ba á, thì họp bàn kế hoạch công việc, thứ tư họp bàn với đối tác, thứ năm họp bàn doanh số, thứ sáu á, thì họp với đối tác khác, thứ bảy thì họp cuối tuần của công ty, chủ nhật thì họp ít bạn bè. Trời ơi, bạn nếu bạn là nam nha, bạn mà đi nhậu nhiều vậy, bạn ăn những bữa nhậu bạn ăn không ít. Ví dụ với một cơ thể của nam, một ngày bạn có thể còn 2000 calorie, nhưng mà khi bạn đi nhậu bạn sẽ thà ăn hoàn toàn hơn 2000 calorie rất là dễ dàng. Như vậy thì sao? Nó dẫn tới việc là bạn nạp vô quá nhiều calorie trong một cái bữa ăn. Bạn phải kiểm soát nó. Nếu bạn nào hỏi là có cách gì mà đi nhậu một tuần 3-4 bữa mà có thể tập đẹp hay không, tôi thua, tôi đầu hàng, tôi không có cách. Bạn phải tự bạn điều chỉnh cái việc đó. Tại vì những cái việc đó, thứ nhất bạn nên nhớ một điều là cái sức khỏe của bạn nó là quan trọng ha. Khi mà bạn quá nhiều mỡ bụng, nó dẫn tới là tim mạch nè, sơ vữa động mạch nè. Sơ vữa động mạch nó nghĩa là nó do cái ống nè, là bạn có một cái ống đó, nó bơm máu tới tim, tới tay, tới cơ đó, bắt đầu mỡ cholesterol nó chặn lại, nó ống nó từ từ nó đầy lại, nó đang bơm nó chặn cái mạch lại, thế là nó kẹt lại đó. Rồi sao? Những vấn đề cực kỳ nguy hiểm nó dẫn đến sức khỏe của bạn. Bạn phải lo phòng tránh đi, tôi khuyên luôn.
Nếu mà giống như công thức khi nãy, bạn tính BMI, bạn tính chiều cao chia cân nặng, nếu mà bạn trong giai đoạn béo phì, hãy tập luyện sớm, hãy thay đổi dần cái chế độ ăn. Tất nhiên sẽ rất là khó để mà các bạn có thể thay đổi ngay tức thì, để các bạn có thể là không nhậu nhẹt một điều gì đó, hay là bạn ăn theo một chế độ ăn kiêng khoa học. Nhưng tôi khuyên thành thật là bạn nên thay đổi đi, bởi vì nếu mà không thay đổi, ảnh hưởng của bạn rất là lớn. Rồi, điều thứ hai, đầu tiên là khi mà bạn đã kiên trì được rồi á, hãy tập thể dục thường xuyên, lắng nghe cơ thể của mình, tập mệt ngưng, đừng có ráng tập. Bởi vì khi mà bạn mới bắt đầu thì bạn sẽ rất là khó để tập luyện nhiều. Cái điều thứ hai nữa là cái chế độ ăn ha, bớt đi nhậu lại chút, các bạn bớt đi nhậu, bớt uống bia, bớt hút thuốc lá, tôi xua với bạn luôn, cái mỡ bụng của bạn nó sẽ giảm ngay lập tức. Nếu không, một thời gian tới người bạn gặp không phải là tôi mà là bác sĩ. Rồi, bạn muốn gặp tôi hay muốn gặp bác sĩ, đó là tùy quyết định của bạn. Ok, rồi, chúng ta đến với một vấn đề nữa là khi các bạn luyện tập để giảm mỡ bụng thì bạn như người hỏi là làm sao tập như thế nào để giảm mỡ bụng hiệu quả nhất. Đó, mình nói vậy đó, không có cách gì hiệu quả nhanh ngay lập tức á. Mà cái cách mà hiệu quả mà nhanh nhất á là bạn từ bỏ những thói quen xấu của bạn đó, đi nhậu một nè, ăn quá nhiều đồ ăn, nhiều cholesterol, nhiều dầu mỡ, nhiều chất béo, mà bạn rất là ít ăn rau, các bạn biết không, rau á, các bạn ăn ở quán nhậu á, các bạn ăn tầm vài chục gram đến 50 gram là hết à. Đó là mình tính tỷ lệ so với lượng đồ ăn, nghĩa là cái lượng đồ ăn nhiều chất béo của bạn nó lên tới làm gì, trong khi lượng rau của bạn nó có làm gì. Trong khi nếu mà để bạn có một cơ thể tốt hơn, lượng đồ ăn chất béo của bạn nó như đây và lượng rau của bạn nó phải tăng lên như thế này. Nó ngược lại, bạn đang xây dựng một cái chế độ ăn ngược. Vậy thì sao? Một cái chế độ ăn mà lý tưởng để nó nhanh chóng, nó giúp cho bạn giảm được cái lượng cholesterol, giảm được cái lượng mỡ trong máu, tránh những cái vấn đề về xơ vữa động mạch, và nó thẳng ra là giảm ngay cái mỡ bụng của bạn. Đầu tiên, hãy chú ý là bớt đi dùm mấy cái thịt đỏ. Tại vì sao? Khi bạn ăn thịt bò để xây dựng cho cơ bắp thì tốt, nhưng mà đừng có nên ăn quá nhiều. Bạn có thể ăn thêm cá nè, tôm nè, gà nè. Rồi, đặc biệt là mấy cái mỡ động vật á, bạn nên thay nó bằng mỡ thực vật đi. Cơ thể của bạn á, khi mà bạn ăn nhiều mỡ động vật, nó bị rối loạn chuyển hóa lipid. Bạn có biết rối loạn chuyển hóa lipid là như thế nào không? Nghĩa là nó thiếu những cái sự cân bằng giữa những cái omega 369 từ mỡ thực vật. Nó làm cho quá trình hấp thụ chất béo trong cơ thể của bạn bị rối loạn. Nghĩa là bình thường, trong một chế độ ăn bình thường thì nó ăn nó là bình thường. Cái vấn đề này mình không có giải thích chuyên sâu, vậy bạn không cần phải quá hiểu về vấn đề này. Bạn chỉ cần hiểu một điều là nếu bạn ăn quá nhiều mỡ động vật, cơ thể của bạn bị rối loạn chuyển hóa mỡ, và nó sẽ không ngăn được cái quá trình cơ thể tích tụ mỡ nhiều. Mà bạn chỉ còn ăn ít thôi, nó vẫn tích tụ thành mỡ rất là lớn. Bạn thay đổi nó rất là dễ. Bạn chỉ cần ăn nhiều hơn mỡ từ thực vật, ăn hơi nhiều hơn chất béo từ thực vật, chất béo từ thực vật nó có nhiều omega 369, ví dụ như là các loại hạt đậu, các dầu thực vật, đậu nành chẳng hạn gì. Nhất béo này nó sẽ cân bằng lại, khi nó cân bằng lại cái lượng mỡ bạn nạp vào và lượng mỡ bạn tiêu thụ, nó sẽ cân bằng, nó tránh cho việc bạn là tích tụ những lượng mỡ thừa. Điều thứ hai, làm ơn please hạn chế ăn mấy cái đồ mà nó quá nhiều tinh bột hấp thụ nhanh, ví dụ như là cơm, mấy món chiên xào, mấy cái món bột, nhất là mấy con tôm lăn bột, tháo bột ra ăn tôm không đi, lăn nỉ luôn á, mấy cái món nó ăn nhiều không có tốt đâu. Tại sao không ăn trái cây vô nha? Ăn nhiều trái cây đi, nhiều trái cây, nhiều rau tốt lắm luôn. Có một thực tế là phần lớn các bạn, kể cả đàn ông, nam giới, trung niên lẫn với phụ nữ. Phụ nữ thì có thể khá khẩm hơn chút, tại vì phụ nữ thì họ có một cái bản năng đó là đẹp là trên hết. Các bạn nữ đồng ý không? Nếu các bạn nữ đang xem, các bạn nữ cảm thấy là nhiều phụ nữ họ, tất nhiên phụ nữ là phải đẹp mà, họ phải coi trọng vẻ đẹp nên họ sẽ rất là cẩn thận, rất là kỹ vì là ăn nhiều rau củ trái cây. Nhưng mà mấy đàn ông á kêu, thậm chí mấy khách hàng tập với mình hai mấy 30 tuổi, tập nó tập tạ thì sung lắm, tập vô tập hồi hộp cứ đi tập là đi liền. Nhưng mà nói về vấn đề ăn thì khác. Nói vấn đề ăn, ở nhà có nấu ăn không? Không, trời ơi, tôi cũng nấu được đâu, tôi nói vậy thôi, với bà xã tôi nấu á. Nhưng mà quan trọng bạn phải biết ăn cái gì. Tại phần lớn nam giới ok, các bạn có thể là theo một cái quan điểm cổ truyền gì đó, bạn không thích nấu ăn, nhưng mà bạn phải biết cách ăn. Bởi vì miệng từ cái vạ từ miệng mình ra ha. Nghĩa là nếu mà bạn ăn quá nhiều những cái đồ mà nó gây hại cho cơ thể của bạn, mà không biết cách bạn ăn nhiều rau củ quả trái cây, hay là bạn không quen ăn nhiều rau củ quả trái cây, thật sự nó đang là một việc nó ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn rất là lớn, và bạn sẽ không thể nào giảm mỡ bụng được. Tin tôi đi, bớt tinh bột lại, bớt cơm nè, bớt mấy cái đồ ăn kiểu mà hấp thụ nhanh, ví dụ như là chè, bánh ngọt, ăn nhiều trái cây vô.
những cái trái cây mà rau củ quả, những cái trái cây xanh á, bạn sẽ thay đổi cơ thể của bạn rất là nhanh. Đó là cách nhanh nhất để mà bạn giảm mỡ bụng hiệu quả luôn á. Tin tôi đi, thay đổi cái chế độ ăn đi, mỡ bụng của bạn tự khắc nó đi liền. Nhưng song song đó bạn phải vận động nữa. Có một vấn đề gì nè, chúng ta bàn về vấn đề stress. Theo một cái thống kê thì các nhà khoa học đã thí nghiệm rồi, họ cho con chuột nó bị stress, nó bị căng thẳng thần kinh. Khi nó bị căng thẳng thần kinh á, nó cái lượng mỡ trong cơ thể của nó gia tăng rất là nhanh, và cholesterol trong máu của nó gia tăng rất là nhanh. Nghĩa là thực chất là cái việc mà cholesterol trong máu của bạn gia tăng á, nó phụ thuộc vào việc ăn của bạn một phần, nó phụ thuộc vào việc bạn căng thẳng. Với cái nhịp độ cuộc sống công việc, đặc biệt ở những thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn, Hải Phòng, Đà Nẵng như thế này, phần lớn nam giới kể cả phụ nữ bị căng thẳng trong công việc rất là nhiều. Nó dẫn tới một việc là rối loạn chuyển hóa đường, rối loạn chuyển hóa mỡ. Nó làm cho bạn dễ bị gia tăng cái trọng lượng, cũng như là dễ bị gia tăng cái lượng mỡ trong cơ thể. Vậy làm sao giải quyết một cách đơn giản, đó là bạn phải tập thể thao, tập yoga, tập gym, chơi các môn thể thao. Tất nhiên là bạn phải thật sự chơi để mà thư giãn. Nghĩa là sao? Bây giờ tôi đảm bảo luôn, nếu mà tôi kêu một người hít đất 40 cái, bất kỳ là nam nào, khi mà bạn hít đất và bạn bị ép, bạn phải bắt buộc bạn hít 40 cái, trong thời điểm đó bạn có là giám đốc ngân hàng, bạn cũng sẽ không nghĩ được gì khác ngoài việc là phải hít cho xong 40 cái. Hoặc là bạn tập với những động tác nặng, ví dụ như squat, deadlift, bạn đạt 100 kg, không gần 100 kg, nó to tát, đặt 50 kg lên người đứng lên ngồi xuống. Tôi hỏi bạn, tôi đố ai mà đặt 50 kg lên người đứng lên ngồi xuống mà có thể nghĩ được cái việc là tháng này doanh số rồi sao, tháng sáu doanh số rồi sao đó. Hoặc là khi bạn tập yoga, khi bạn nâng cơ thể bạn lên với tư thế handstand push-up, cơ thể bạn hoàn toàn thư giãn. Như vậy lợi ích của việc tập luyện và dinh dưỡng như giống như nãy giờ mình nói với bạn rồi, bạn phải thay đổi. Sau đó là đến cái việc tập luyện, bạn phải tập luyện đều nè, chuyên cần nè, đa dạng bài tập nè, tập hết sức của mình nè. Đó, tổng hợp những việc đó, khi bạn tập luyện vậy nó giải tỏa, nó không làm cho cái não của bạn nó bị stress, nó dẫn tới việc là bạn sẽ thư giãn và bạn sẽ giảm mỡ, giảm cân hiệu quả. Ok, chúng ta nói một vài cái vấn đề nữa là với những người mà mới tập, nhiều người sẽ nói là vô có như một cách là tập, mà phần lớn mọi người đều sai lầm ở chỗ này. Đó là các bạn tập quá nhiều, nhưng thật ra các bạn tập rất ít. Đôi khi các bạn tập chỉ cần ít nhưng các bạn đạt được nhiều. Các bạn hiểu mình nói không? Cái đó không quan trọng là thời gian, không quan trọng là số lượng, mà lại cái chất lượng của bạn. Nhiều người nói, em ơi chị quen đi tập rồi, trời ơi chị tập ghê lắm em, chị tập mỗi ngày 1 tiếng luôn, chị tập có khi chị tập 2 tiếng luôn. Em hỏi, trong 2 tiếng đó chị tập những gì, tập như thế nào? Chị vô chị đi bộ nửa tiếng, sau chị ngồi chị nói chuyện với chị kia cỡ 15-20 phút gì đó, xong rồi chị bớt mệt chị ra chị đi bộ nửa tiếng tiếp, rồi xong á chị vô phòng đen yoga chị đứng chị nhún, mà ông thầy nhảy nhanh quá chị nhảy không có được, thế thì chị đứng chị nhún thôi, nhún gì đó nửa tiếng. Dạ vâng, dạ thưa chị, nếu mà chị tập như vậy chị tập 2 tiếng gì, chị tập 5 tiếng nó cũng không có hao calo nhiều. Bởi vì sao? Nguyên tắc cơ thể của bạn, bạn nghĩ nó gì nè, cơ thể của bạn nó đang có một cái khối mỡ bùm đang gì, nó nhiều như thế, trời ơi bạn đi mà phẫu thuật thẩm mỹ thì bác sĩ cũng phải lấy dao rọc ra hút rẹt. Có nghĩa là bình thường nếu bạn muốn tập luyện nó giảm mỡ đó, nó chắc chắn là không phải là vấn đề nhẹ nhàng, đúng không? Nhưng mà nếu bạn tập 2-3 tiếng mà bạn cảm thấy nó quá nhẹ nhàng thì sao? Cơ thể bạn, một nó không dùng sức, hai nó không dùng nhiều năng lượng dự trữ cho việc đó, nó dùng năng lượng bền, nó tương đương với việc bạn ngồi trong phòng hay bạn đi qua đi lại thôi. Bạn thấy có mấy người mập á, đi hoài, đi cả ngày luôn, đi quá trời luôn, có giảm mỡ đâu. Đây chưa nói tới vấn đề ăn uống nha, đây nói vấn đề cái cách tập thôi á. Nghĩa là bạn tập phải thật sự bạn hiệu quả. Có những phương pháp tập, ví dụ tập hết cường độ cao, hay là tập cái cường độ mà tính giờ, giống như chương trình của huấn luyện online của mình. Tại sao? Tại vì khi đưa vô cái vấn đề thời gian, thời gian nó là yếu tố quyết định. Cùng một quãng đường bạn tập, cùng một mức bạn tập, chỉ cần bạn rút thời gian xuống, bạn sẽ mệt hơn. Tin không? Không tin bấm máy chạy, chạy 2 cây số trong vòng cỡ 10 phút coi có mệt không. Rồi nếu hôm nay chạy 2 cây số trong vòng 10 phút, ngày mai chạy 2 cây số trong vòng 9 phút rưỡi, tiếp tục mỗi ngày giảm 30 giây đi, bạn thử hoàn thành 10 ngày coi, tôi xua là bạn giảm ký luôn, giảm ký, giảm cân, giảm mỡ.
rất là hiệu quả. Rồi, tại sao chạy nhiều dễ to mà không giảm mỡ? Đầu tiên bạn phải coi bạn chạy như thế nào, bạn đi bộ, bạn chạy hay là bạn đi bộ. Chạy theo định nghĩa của tôi là với chiều cao có 1m6 bạn phải chạy có 10-12 trở lên bạn mới gọi là chạy. Dưới mức đó 5-6 tính là đi bộ. Đi bộ là một cơ chế hoạt động bền aerobic, trạng thái hữu khí, nghĩa là cơ thể của bạn nó ở mức này, nó không có dùng nhiều oxy hơn, nó cũng không dùng nhiều năng lượng hơn, nhưng nó sẽ kích thích cơ thể của bạn sử dụng hao năng lượng. Và khi bạn tập về bạn sẽ cảm thấy đói, bạn sẽ ăn vô. Ê, cái này là hai vấn đề nó khác nha. Bạn chạy tà tà thì cơ thể của bạn nó bắt buộc nó vẫn phải ăn, ăn cho lại sức. Tại bạn mất, khi bạn đi tà tà bạn chạy gì bạn cũng mất nước, bạn cũng mất chất khoáng, cơ thể của bạn cũng hao năng lượng, cũng đói. Nhưng mà khi mà bạn chạy tà tà vậy nó hao ở mức cỡ 200 calo trong một tiếng đồng hồ. Nhưng bạn ăn vô một mức bình thường là 500 calo, nó dư 300 mà nhân với tầm lên tờ 7.000, có 25 ngày bạn sẽ tăng được 1 kg. Vì tắc cắn nó vô mỡ, bởi vì cơ thể của bạn không dùng sức, nó sẽ không hấp thụ cái năng lượng bắt buộc từ đồ ăn, từ protein nhiều để nó phát triển cơ. Nhưng cùng một thời gian đó bạn chạy nó rút chạy thiệt nhanh, chạy thì sao, nó hao nhiều hơn, nó hao có thể lên tới 500 calo. Hoặc là bạn tập những cái bài của chương trình huấn luyện của mình, ví dụ như là bài burpee, nhảy lên đập xuống, nhảy lên đập xuống, nhảy lên đập xuống, nhảy trên miếng sắt liên tục 100 cái, nhảy vậy nó cứ thì sao, bạn đốt được có 500 calo. Bạn ăn lại thật sâu là bạn tập 500 calo bạn cũng ăn 500 calo, bạn tập 200 calo bạn cũng ăn 500 calo, nó không khác nhau nhiều, nó trên nhau rồi ăn xíu à. Bởi vì một á là đồ ăn của bạn, bạn đã chuẩn bị sẵn, hoặc là bạn sẽ đi ăn ở một nơi nào đó, nó có một cái định lượng nhất định. Hai á là bao tử của bạn quen ăn một cái định lượng nhất định, bạn đừng nghĩ là trong một buổi tập bạn tập nhiều hơn là bạn sẽ ăn được nhiều hơn rất là nhiều, chưa chắc, đúng không? Tại bao tử của bạn nó có giới hạn nhất định của nó, bạn không nào bạn tập 500 calo bạn ăn thành 800 calo được, nó rất là khó. Nhưng mà bạn có thể tà tà bạn tập 200 calo bạn vẫn ăn 500 calo được bình thường. Rồi thêm nữa, cái vấn đề là khi bạn hoạt động cường độ cao á, quản những cái bài mà đứng tại chỗ nhảy chạy nó có đường nó mệt lắm luôn, mà tổng cơ thể của bạn nha, nhớ điều này, bạn chạy trên máy chạy bộ thì sao, cái chớn cái đào của máy nó có cái đề cái chớn, thậm chí bạn chạy đường trường nó có cái đà cái chớn lực lao đi quán tính, nhưng bạn chạy nước rút tại chỗ bạn không có đà quán tính, tại vì đi theo lên phương thẳng đứng, đà quán tính nó di chuyển theo cái phương đi tới, nó có cái lực lao cái gia tốc thì nó sẽ đỡ cho bạn cái lực, bạn sẽ đỡ tốn sức. Nhưng mà những bài ví dụ bạn đứng tại chỗ bạn bật nhảy lên, bạn đứng tại chỗ bạn nhảy tới trước, nó không có quán tính, bạn sẽ rất mất sức. Quy tắc vận động là để mà hao lượng cái lượng calo nhiều nhất thì bạn phải tạo ra cái lực kháng lực, tạo ra cái công lớn nhất để mà sử dụng cơ thể sử dụng năng lượng nhiều nhất. Bạn hiểu vấn đề này không? Nó khác nhau nha. Bạn chạy nước rút tại chỗ nó không có một cái quán tính nào hết. Bạn chạy nâng cái đùi á, cái đùi của bạn nó phải nâng cơ thể lên liên tục và bạn sẽ rất nhanh mệt hơn cái bài mình thay chưa. Ít ai thấy ai mà chạy mà nâng cao đùi tại chỗ tốc độ cao mà chạy được quá 1 phút á. Nghĩa là bạn chỉ cần tập hiệu quả trong thời gian đó thôi. Bạn đừng nghĩ là bạn tập 1 tiếng hiệu quả, đôi khi cường độ cao bạn tập có 20 phút thôi nó là đủ hiệu quả để bạn đốt một cái lượng calo lớn. Sau đó thì sao? Chế độ ăn, chế độ sinh hoạt thay đổi nè, bớt đi nhậu hơn nè, ăn nhiều rau củ quả trái cây thay vì ăn cơm, bánh mì, bánh ngọt, bánh spaghetti, bánh pizza, thay đổi đi, ăn nhiều rau hơn nè, salad nè, súp lơ xanh nè, các loại đậu nè, đậu tương nè, đậu que nè, ha, đậu Hà Lan nè, ăn nhiều rau củ trái cây, cam, bưởi, bằng thay đổi cái chế độ ăn, đảm bảo cơ thể bạn thay đổi, ăn đa dạng hơn. Có một vấn đề là nhiều người hỏi mình, trời ơi em ăn một ngày 8 quả trứng luôn, em thích ăn lắm. Thật là kinh khủng. Bởi vì sao? Bạn ăn một ngày 8 quả trứng, cái năng lượng của nó rất là nhiều. Quả trứng là 120 calo, bạn ăn 8 quả trứng đương đương 1500 calo rồi. Nó nhiều lắm các bạn. Không, có 800 calo, xin lỗi. Nghĩa là thêm nữa, cái cơ thể của bạn này nó ngộ lắm. Bạn ăn càng đa dạng, càng nhiều món, nó lại càng thích. Mà khi nó thích á, thì nó đủ chất. Nó đủ chất, nó cân bằng, nó không bị rối loạn. Nó không bị rối loạn thì mỡ nó không tích, đường nó không bị rối loạn, có thể bạn hoạt động bình thường, bạn khỏe, bạn giảm mỡ.
bạn thích chỉ ăn một món, hay là thói quen của bạn mà không ăn đa dạng mà cứ nhè đồ ăn nhanh, nhè trà sữa bạn uống mà mắt nó nạp vào cái lượng đường á. Thậm chí nhiều người hỏi mình bình thường em nhịn đói mà sao em vẫn tăng cơ. Đúng rồi, bạn hít không khí bạn ngon bạn cũng tăng cơ nữa. Bạn nhịn đói, bạn có chắc bạn nhịn đói không? Tôi thách bạn nhịn đói được 48 giờ. Nhịn đói nghĩa là bạn không ăn cái gì đó trong 48 giờ, bạn mới gọi là nhịn đói. Thế còn bạn nhịn từ sáng, buổi sáng mà không ăn sáng, buổi tối, buổi trưa là bạn không ăn tới 2 giờ chiều. Đi xuống hả, cho cái bánh pizza đi. Cái vấn đề chết người là ở chỗ đó đó. Nhiều lắm nha, xua luôn, đúng không? Rồi, bao nhiêu phút rồi? Rồi, mới 20 phút rồi, nói thêm 6 phút nữa là vấn đề này nè. Vấn đề dân văn phòng, ăn nhiều lắm. Hồi trước tôi làm văn phòng tôi biết nó đau khổ lắm các bạn. Tại vì bạn mà không ăn theo đồng bọn của bạn và đồng nghiệp của bạn thì bạn sẽ bị tẩy chay. Nhưng mà vấn đề là bạn nếu mà ăn như vậy thì cơ thể nó sẽ tẩy chay bạn. Tại sao nhiều người rồi sáng không ăn sáng? Cái cơ chế của bạn nó ngộ lắm gì nè. Là buổi tối, bữa ăn gần nhất buổi tối là từ 7 giờ đến 8 giờ tối bạn ăn. Đến 7 giờ đến 8 giờ sáng đó là 12 tiếng bạn không ăn. Đến giờ trưa bạn ăn trưa mà bạn lại quất nguyên một cái pizza 500 calo. Một miếng pizza có bằng bàn tay mình thôi, đó là 200 tới 250 calo rồi nếu mình nhớ không nhầm. Chắc chắn bạn không ăn một miếng đâu, xu luôn, không ai đi kêu cái pizza về ăn miếng, ít nhất phải ăn được 2 miếng đến 3 miếng mà nạp 700 calo. Mà nói hãy hỏi mình, trời anh sao em tối thì em cũng nhịn ăn, sáng em cũng nhịn ăn, buổi trưa em ăn có tí xíu à. Hỏi anh đi xíu ăn gì, em ăn có 2 miếng pizza à. Ôi em ăn ít quá, sức anh ăn còn nổi 2 miếng pizza nên em ăn lần 2 miếng pizza nạp nhiêu đó calo. Cái chết là chỗ đó. Tại sao? Tại vì khi mà cơ thể bạn đói quá, bạn đưa calo vào, bạn đưa năng lượng vào, nó ngay lập tức nó đói quá rồi mà, bao nhiêu acid dạ dày nó tiết ra, nó tiêu thụ ngay lập tức cái bánh pizza đó tích tắc. Nghĩa là cái năng lượng của bạn nó đang bình thường như vậy, nó đang thiếu hụt gì nè, nằm ở mức gì nó lên có ọ như này. Rồi sao? Năng lượng bạn xài cũng ở mức này thôi, bạn đâu có xài hết đâu, nó dư thế là ngay lập tức tích tụ thành mỡ bụng của bạn. Rồi, tại sao có nhiều người thực hiện, mình không khuyến khích một cái chế độ ăn kiêng không khoa học? Bởi vì bạn không hiểu một điều, nó gây ra bệnh lý cho bạn. Một là nếu bạn thấy một cơ thể của bạn quá béo phì, bạn nên đi khám bác sĩ. Nhưng trước khi đi khám bác sĩ, bạn còn phải đảm bảo một điều là cái chế độ tập luyện, sinh sống và ăn uống của bạn nó có khoa học hay không. Nhiều người ăn uống thật sự cực kỳ không khoa học. Tại vì sao? Ví dụ như là thấy mập quá rồi, sắp tới ngày cưới rồi, phải mặc áo cưới thôi. Mình 1m6 à, mình là nữ nào mà nặng tới 1m65 luôn. Ồ, mình phải giảm ký thôi. Bạn đừng nghĩ là bạn sẽ bắt đầu bằng tập thể thao rồi bạn ăn kiêng một cách là cực kỳ nghiêm ngặt hay là quá. Khi cơ thể của bạn đang còn bình thường, nó đang còn 1.500 calo một ngày với chiều cao với cái cân nặng đó, ngay lập tức bạn giảm nó xuống khoảng tầm 300 calo một ngày. Mà chỉ có ăn rau mỗi ngày, có nhiều người còn ăn có củ cà rốt, củ khoai lang à. Cái vấn đề nó nằm ở chỗ đó đó. Một, bạn ăn như vậy bạn không có đủ sức để bạn tập luyện, bạn không đủ sức để bạn tập luyện và sống một cuộc sống bình thường khỏe mạnh. Điều thứ hai, khi bạn ăn gì bạn thiếu chất nghiêm trọng. Khi mà bạn thiếu chất nghiêm trọng, nó sẽ dẫn đến cái việc là rối loạn những cái việc chuyển hóa trong cơ thể của bạn. Nghĩa là khi mà ở cái mức mà bình thường, nghĩa là calo của bạn sử dụng thấp hơn cái mức mà bạn calo của bạn nó bạn dùng nhiều hơn cái mức bạn ăn, thì bạn sẽ giảm cân giảm mỡ. Nhưng mà khi mà bạn ăn kiêng nó quá đột ngột, mà ăn chỉ có một món ví dụ như cà rốt, thì người ăn kiêng ăn một ngày một củ cà rốt tôi không hiểu luôn. Nó làm cơ thể của bạn bị rối loạn chuyển hóa, bạn hiểu không? Khi mà bạn đã rối loạn chuyển hóa rồi thì tất cả các công thức tính về việc calo nạp vào ăn vào nó không còn ý nghĩa nữa. Nó vắn tắt là như vậy đó. Nghĩa là khi mà nó bị rối loạn chuyển hóa nó không còn ý nghĩa rồi. Nghĩa là bạn hít không khí hay bạn ăn một ngày một củ cà rốt, cơ thể của bạn nó vẫn không dùng năng lượng như người bình thường. Nó không tiêu hao như người bình thường. Nó tiêu hao ở mức gọi là, trong cái mức gọi là rối loạn, trong cái mức không bình thường mà bất bình thường. Khi ở cái mức đó, nó sẽ làm không làm cho cơ thể của bạn giảm mỡ được. Như vậy thì cách đơn giản nhất thì sao hiệu quả nhất là bạn phải có một chế độ ăn meal plan hợp lý theo chiều cao, cân nặng, trọng lượng, lượng mỡ, khả năng vận động, số ngày vận động của bạn trong tuần, cũng như một cái lịch tập nó hài hòa cân đối để làm sao mà bạn có thể đốt được lượng calo nhiều nhất. Chứ không phải là bạn lên máy chạy bộ bạn đi lần của một tiếng đồng hồ, trong khi có nhiều khách nói trời ơi tập cùng một ngày mỗi ngày một tuần tập tới cả tiếng luôn, mà khi tập các bài tập
của mình tập có 10 phút mà tại sao lại thở theo không nổi? Nó là tại vì bình thường bạn không thật sự luyện tập đúng cách, bạn không thật sự đẩy cơ thể của bạn lên với cái việc là tập thật sự là sử dụng sức và hao sức. Bạn cứ nghĩ là bạn tập càng dài càng tốt, nhưng quan trọng là cái chất lượng, tập ít mà nhiều chứ không phải tập nhiều mà không có gì hết. Rồi, ok, kết thúc video ở đây. Nếu mà các bạn muốn tham gia chương trình của mình thì vui lòng inbox fanpage của Ra Lòng. Ok, hẹn gặp lại các bạn vào chương trình tiếp theo.